sự ra đi của lâm tránh anh có bao nhiêu điều kỳ lạ vào ngày tăng lễ vô số con bướm đen bay quanh quan tài hồng kim bảo thậm chí nổi giận tại tăng lễ các diễn viên trong đoàn làm phim cùng ông lần lượt qua đời đột ngột điều gì đã xảy ra liệu có phải thật sự đã gặp phải thứ gì đó dơ bẩn ngày hôm nay hãy cùng chuyện âm dương tìm hiểu câu chuyện đằng sau tăng lễ của lâm tránh anh khi nhắc đến loạt phim kinh dị về cương thi của hồng kông nhiều người sẽ nghĩ đến ngay cái tên Lâm Tránh Anh. Ông đã tham gia diễn xuất trong bộ phim Cương Thi Tiên Sinh, giúp ông trở thành người dẫn đầu trong thể loại phim Cương Thi. Đáng tiếc, vào năm 1997, khi sự nghiệp diễn xuất của Lâm Tránh Anh đang ở đỉnh cao, ông bất ngờ qua đời vì ung thư. Sinh thời Lâm Tránh Anh rất được lòng mọi người trong giới giải trí. Tại tang lễ của ông, có sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn như Thành Long, Hồng Kim Bảo, Tăng Trí Vĩ, vân vân và vân vân tuy nhiên điều khiến mọi người ngạc nhiên là vào ngày tang lễ của Lâm Chánh Anh trong linh đường xuất hiện vô số con bướm đen những con bướm đen này bay quanh quan tài của ông cho đến khi nắp quan tài được đậy kín thì chúng mới rời đi có người suy đoán rằng do tang lễ không được tổ chức theo đúng di nguyện của Lâm Chánh Anh khi còn sống dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng lạ này tại sao lại có sự suy đoán như vậy bởi vì một tháng trước khi qua đời Lâm Tranh Anh biết mình mắc bệnh ung thư và không còn sống được bao lâu. Ông chọn giấu bệnh tình và chia tay người yêu lâu năm. Sau khi quay xong bộ phim mới của mình, ông mới đến bệnh viện để điều trị. Bạn bè của ông khi nghe tin đã đến thăm. Nhưng trong thời gian nằm viện, ông từ chối gặp bất kỳ ai ngoài bác sĩ và y tá. Trong thời gian này, ông chỉ liên lạc với người bạn thân Hồng Kim Bảo, dặn dò nếu ông qua đời, nhất định phải tổ chức tang lễ theo nghi thức đạo giáo và không để bất cứ ai nhìn thấy thi thể của ông. Hồng Kim Bảo và Lâm Tranh Anh có một mối quan hệ rất tốt. Tất nhiên, ông đã ghi nhớ di nguyện của người bạn. Nhưng đến ngày tang lễ, Hồng Kim Bảo phát hiện gia đình của Lâm Tranh Anh đã tổ chức lễ tang theo nghi thức Phật giáo, bố trí tại hiện trường cũng rất kỳ lạ. Hồng Kim Bảo lúc này rất tức giận, mắng mỏ mọi người tại hiện trường. Nhưng lễ tang đã sắp bắt đầu, không còn thời gian để bố trí lại hiện trường nên lễ tang của Lâm Chánh Anh đành phải tiếp tục như vậy. Điều này dẫn đến những suy đoán về hiện tượng lạ này. Tuy nhiên đến nay bướm đen tại lễ tang của Lâm Chánh Anh vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Sau đó có người truyền rằng những hiện tượng lạ này xảy ra do Lâm Chánh Anh thường xuyên quay phim về những điều kỳ bí. Ở trong phim những pháp khí và chú ngữ mà ông sử dụng đều có ghi chép thực tế. Liệu có phải ông đã gặp phải thứ gì đó dơ bẩn khi quay phim hay không? Tại tăng lễ của Lâm Tranh Anh xuất hiện những hiện tượng lạ với vô số bướm đen bay quanh. Những điều kỳ lạ này cũng xảy ra liên tục trong đoàn làm phim cũ của ông ta. Ba người đột ngột tử vong, một người thì bị điên. Điều gì đã xảy ra? Hồng Kông luôn có những truyền thuyết về những điều kỳ bí. Người dân địa phương rất tin vào những điều này. Đặc biệt là quay phim vào những điều kỳ bí, họ rất tôn trọng thần linh. Nhưng Lâm Tranh Anh để thể hiện vai diễn tốt hơn đã đọc nhiều sách về Mao Sơn các pháp khí và chú ngữ mà ông sử dụng trong phim đều có thật. Đạo diễn Lưu Quang Vĩ là một đạo sĩ Mao Sơn, người am hiểu nhiều pháp thuật liên quan. Khi biết điều này, Lâm Trạch Anh đã tìm đến để học vẽ bùa và pháp thuật Mao Sơn. Vì vậy trong phim nhiều bùa chú được Lâm Chánh Anh tự tay vẽ. Trong bộ phim Cảnh sát trừ ma, bùa Mao Sơn cũng được Lâm Chánh Anh mượn từ một người cao tay. Bùa này đã tồn tại từ thời Đông Tấn và là một bảo vật quan trọng của phái Mao Sơn. Sau khi quay xong, bùa này phải được đặt vào một hộp gỗ đặc biệt để thờ cúng. Lâm Tránh Anh cũng đặt ra 4 quy tắc để toàn bộ đoàn làm phim tuân theo. Quy tắc đầu tiên là trước khi quay phim, phải mời thầy phong thủy đến xem địa điểm quay. Quy tắc thứ hai là tại hiện trường quay phim, không được đùa dẫn hay bàn luận về ma quỷ. Quy tắc thứ ba là để tránh diễn viên nhập vai quá sâu hay gây sợ hãi. Đạo diễn phải hô lớn cắt sau mỗi cảnh quay và toàn bộ đoàn làm phim phải hô theo. Quy tắc thứ tư là không chọn địa điểm quay ở vùng núi, rừng sâu. Nếu cần có thể dựng cảnh ngoài trời để tránh rắc rối không đáng có. Tuy nhiên sau khi quay xong phim Cương Thi Tiên Sinh vẫn xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ. Bên kịch Hoàng Anh và Hoàng Bình Diệu cũng như diễn viên Hứa Quán Anh đều qua đời đột ngột với nguyên nhân không rõ ràng. Một người tử vong vì đột quỵ ở nước ngoài, một người tử vong lạ lùng ở trong nhà và chỉ khi thi thể bốc mùi mới được phát hiện. Diễn viên Hứa Quán Anh qua đời vào ngày 8 tháng 11, trùng với ngày mất của Lâm Chính Anh. Một diễn viên khác là Vương Hiểu Phượng, được mệnh danh là nữ hoàng ma quỷ Hồng Kông, sau khi tham gia phim Cương Thi Tiên Sinh đã mắc chứng trầm cảm và có xu hướng tự quyên sinh nghiêm trọng. Chồng cô phải tiêu tốn tài sản để chữa trị mới có phần khá hơn. Những sự kiện kỳ lạ này khiến người ta phải suy nghĩ. Liệu có phải khi họ quay phim đã gặp phải những thứ gì đó không sạch sẽ? Lâm Tránh Anh đã học rất nhiều về đạo Pháp Mao Sơn để diễn chân thực hơn. Nhưng có một đạo sĩ từng cảnh báo ông rằng những bí mật này không thể sử dụng trong phim. Nếu tiết lộ thiên cơ, sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, Lâm Tránh Anh dường như đã quên điều này và vẫn đưa đạo Pháp Mao Sơn vào trong phim. Một trong những cảnh nổi tiếng nhất là cảnh Hồng Bạch Song Sát. Trong dân gian, Hồng Bạch Song Sát là những hồn ma hung ác nhất. Điều này khiến cho lúc đó hầu như không có đoàn làm phim nào dám quay cảnh này. Lâm Tranh Anh đã chuẩn bị trong hơn một tháng trước khi quay. Ông cũng mời cả đạo sĩ Mao Sơn chuyên nghiệp để hỗ trợ. Nhưng khi quay cảnh hồng bạch song sát, nhiều hiện tượng kỳ lạ vẫn xảy ra. Sau khi quay xong, đoàn làm phim kiểm tra số lượng người thì nhận thấy thừa một người. Lâm Tranh Anh sau đó cũng thừa nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn. Cũng có lời đồn cho rằng, trong một cảnh quay, diễn viên mặc đồ đỏ đã lên bờ, nhưng trên mặt nước vẫn còn bóng đỏ Năm năm sau khi quay xong phim, Lâm Tránh Anh qua đời vì ung thư ở tuổi 45. Nhiều người suy đoán rằng có lẽ vì tiết lộ thiên cơ nên ông đã bị trừng phạt. Lâm Tránh Anh đã gặp gỡ tất cả mọi người trước khi qua đời và nhờ Hồng Kim Bảo không cho ai nhìn thấy dung nhan của mình khi nhập viện. Điều này khiến người ta tò mò về điều gì đã xảy ra trước khi ông qua đời. Vào ngày tang lễ, xuất hiện vô số con bướm đen bay quanh quan tài. Liệu ông thật sự đã tiết lộ thiên cơ và sự ra đi của ông có ẩn tình gì khác hay không? Những điều này mãi mãi là một bí ẩn, nhưng không thể phủ nhận rằng Lâm Tránh Anh đã để lại nhiều vai diễn kinh điển. Với sự bùng nổ của thể loại phim cương thi, ngày càng nhiều người bắt chước ông, nhưng chưa ai có thể vượt qua được Lâm Tránh Anh. Nội dung của video hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy để lại ý kiến bình luận của các bạn ở bên dưới. Đừng quên follow kênh Chuyện Âm Dương và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.